là đã vậy sao mọi người. Ở bên Việt Nam mình đi bộ không nổi thiệt á. Tại vì hả, đi bộ là bởi vì Việt Nam là đi buổi tối thôi, chứ mà buổi sáng sáng đi trời ơi nó nắng chịu không nổi, chèo lên taxi liền. Cái này cái mặt xe của cái chợ. Ủa nãy sao tại thấy nhộn nhịp lắm mà anh, cái chỗ nào thấy nhộn nhịp lắm mà. Không. Sao giờ thấy vắng vậy? Lên đèn à, thấy đẹp không? Đẹp quá. Ô là là. Ơi. Ơi. Rồi 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 rồi. Tự nhiên đi cái mình thấy có tiệm Thai tea, bubble tea nè mọi người. C'est quoi? Mà chết uống gì không? Bắt xong. Xích ra coi bắt xong là cái nào? Mà chết uống gì? Con lại đây đi, rồi ở đây mình đang chuẩn bị uống trà sữa mọi người. Ta đừng có hung dữ nha. Nó đòi đi mua kẹo mà. Ví dụ mà lấy đem hở là lấy 100g nên hở mà con lấy đừng có lấy ít. Mà chết rồi. Lấy vừa vừa thôi. Ít thôi, mọi thứ một chút xíu thôi. Ít thôi. Mà chết lấy cái gì? Lấy đi con. Rồi đi vô cái chỗ kẹo này, nó bán nguyên một cái quầy kẹo vậy nè mọi người ơi, đẹp quá trời luôn. Nó đi vô trong đó rồi mua cho anh đóng kẹo rồi nè mọi người. Đó. Thôi được rồi Machida ơi, con đòi nhiều, đòi hỏi nhiều quá à. Con đòi hỏi nhiều quá. Mọi người ơi, bây giờ hả là đi dạo biển, đi đồ xong hết rồi. Bây giờ chuẩn bị đi về khách sạn. 10 giờ mấy tối rồi mọi người, bây giờ đi về tắm rửa, quên tắm rồi chưa, chiều rồi về lau người vậy đó, rồi xong đánh răng súc miệng. Rồi sẽ đi ngủ nghỉ. Ngày mai tụi mình sẽ đi bắt chơi. Đi bộ ra cái bắt gần khách sạn mà mọi người, đi bộ chút xíu à. Đi ra ngoài cái bắt, ngày mai mình sẽ đi cái bắt. Cái bắt đó tên là gì anh? Không phải là Ferrari. Ngày mai mình có đi Ferrari cái bắt đó. Cái gì? Bonaventura gì đó. Apertura gì đó. Nói chung là Giang chưa có sợp, nhưng nghe ông nói thôi. Giang chỉ biết cái bắt Ferrari thôi mọi người, nhưng mà Giang không biết cái bắt kia tên gì, khó đọc quá. Rồi xong rồi mình sẽ đi cái bắt đó trước.
tại cái bắt nó lớn mọi người, xong rồi qua ngày hôm sau thì mình sẽ mới đi cái bắt Ferrari, tại vì cái Ferrari nó mở 17 giờ tới 22 giờ tối mọi người, cho nên là mình sẽ đi cái bắt cái ngày chủ nhật mình sẽ đi là cái bắt kia buổi sáng, xong rồi buổi chiều mình qua cái bắt Ferrari mình chơi tới tối luôn rồi mình mới đi về khách sạn để ăn uống gì đó. Không biết là lúc đó là cái buffet nó còn mở không nữa hả anh? 22 giờ chắc là buffet nó đóng cửa rồi, chắc phải ăn ở trong đó luôn ha. Không, mình về trước chứ. Về trước hả? Ừ, giờ, ok. Rồi, xong rồi, ok, xong rồi. Ok, rồi cái ngày mốt là mình sẽ trả phòng khách sạn và đi về. Machida ơi, cẩn thận xe kìa. Rồi, lâu lâu mình đi đổi gió vậy đó, vui ha. Rồi, bây giờ thì đi về khách sạn ngủ nghỉ mọi người ơi. Cái đường đi bộ ngay chỗ khách, chỗ cái dãy khách sạn của nhau nó rộng thoải mái mọi người. Ở đây là nguyên một cái dãy toàn là khách sạn 4 sao, 5 sao không à. Đó, nó gần lắm mọi người nè. Ở đây ha, cái mình bộ lại đằng kia là ngay cái bắc luôn, từ cái phòng của dân nhìn ra là thấy cái bắc Ferrari luôn á mọi người. Nhìn ra là thấy cái chỗ mà chơi cái trò chơi cảm giác mạnh mà nó phóng nhanh nhất thế giới đó, cái chỗ mà nó phóng với cái tốc độ là 170 km/h đó, là mình sẽ thấy được cái đó luôn. Tối nay ở khách sạn của dân nó có tổ chức cái show karaoke gì đó mọi người, mà làm biến đi coi quá. Nóng, thôi làm biếng thôi, giờ ngủ rồi nè. Rồi. Đưa ba làm wifi đi. Xong bây giờ hai mẹ con chuẩn bị đi ngủ mọi người ơi. Bây giờ tạm biệt mọi người đi, hẹn gặp ngày. Là áo vàng bên rồi. Hả? Áo vàng để kia. Bye bye mọi người, bây giờ hai mẹ con mình đi ngủ đây. Bye bye, hẹn gặp ở ngày mai nha. Ngày mai mình sẽ quay phim chia sẻ mọi người cái bắt nha. Bye. Rồi, bye.